chào quý vị các bạn. Hôm nay Pintaco chúng tôi xin giới thiệu với các bạn là cái bộ này là bộ tháo cắp lô xe ô tô. Đây là bộ này thì nó chuyên dùng cho các bạn để phục vụ cái câu là làm nội thất. Đây, cái bộ này thì nguyên bản nó còn nhựa nguyên sinh này, vừa cứng vừa mềm, rất khó gãy. Các cái đây là nó có bộ này thì nó có 4 cái, có các hình dạng khác nhau và các đầu móc khác nhau. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn từng cái một. Thì cái đầu móc mà nó có hai cái đầu kẹp này thì nó để là nó tháo các cái con ốc cài trên xe, ốc cài các cái cài nhựa, ốc nhựa ở trên các cái cabo xe hoặc là cái đắp lô xe hoặc là các cái dè vè ở chắn ở các cái hốc bánh. Nó có rất nhiều cái ốc nhựa cài, đấy là dùng là hai cái đầu kẹp này. Còn các cái đầu dẹp này thì chủ yếu là dùng để dùng tháo đắp lô thôi. Các cái đầu kẹp thì nó có các cái hình dạng khác nhau nhưng mà cơ bản thì nó cũng hoa giống nhau. Các đầu này là đầu dẹp này, dẹp màu sắc. Các bạn nhựa này thì các bạn cài nó không, các bạn tháo ra thì nó không bị xước cái tắp lô xe ô tô, thì nó trông nó không bị xấu, nó không bị để lại vết ở trên các cái tắp lô. Nhiều người người ta cứ dùng cái, nhiều người người ta dùng cái sắt để móc ra, khi móc ra xong là nó sẽ tạo ra một cái vết hằn hoặc là vết xước ở trên cái tắp lô, thì làm cho cái xe của mình khi nó vào nó để lại cái vết đấy rất là xấu. Nên là các bạn nên dùng cái bộ nhựa này để tháo tắp lô thì nó sẽ rất là hiệu quả. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến công ty Lauco chúng tôi. Các bạn mà theo dõi video thì xin like và chia sẻ cho chúng tôi để chúng tôi có động lực làm tiếp video thứ hai. Liên hệ với công ty Lauco chúng tôi trên 3 miền Tổ quốc.